Cô không biết có gom không mà mặt con bị sẹo cũng nhiều rồi đây. Phải đi lấy nhân mụn, lấy ra về bôi nó mới hiệu quả, không? Với lại da, bị viêm cái da của mình nó nhạy cảm hơn hẳn rồi nè. Chịu khó xíu nha. Con gọi chị Trương là cái gì? Dì ruột luôn hả? Dạ. Chịu được không con? Dạ cũng được. Chán à? Con năm nay lên lớp 9 hay là lớp 10? Lớp 10. Vậy là vừa rồi mới thi tốt nghiệp đúng không? Dạ. Yeah. Con học ở đâu? Ở Đắk Lắk. À, ở Đắk Lắk à. Thì con xuống hàng, xuống đây chơi đúng không? Dạ, yeah, con xuống đây con đi học. À, ý là con đi học dưới đây hả? Dạ, yeah, con đi học. Một vài tháng rồi con về, một vài bữa nữa con về. Mặt con bị viêm khá nhiều rồi nên cố gắng một xíu nha.
Gắng xíu rồi, gắng xíu. Cố gắng xíu nha. Con ở đây là chừng nào con về chợ anh? Dạ, giữa tháng 8. Giữa tháng 8 à?